tại Long Thịnh cùng với các cháu gia đình Phương Cử ở thành phố Thái Nguyên trở về đây dâng vòng hoa lễ mòn tâm thành. Trước Ninh Sàng xin chắp đôi tay mong cụ nơi suối vàng chứng tâm. Sau khi dâng lễ thắp hương xong, mời đoàn nuôi chân ra bàn uống nước chia buồn cùng gia đình. Một lần nữa gia đình xin chân thành cảm ơn. Trở về trước Ninh Sàng là lễ viếng của gia đình cháu Quang Vinh. Trở về đây thắp tuần nhang thơm, cầu chúc cho cụ nơi suối vàng mong cụ an giấc ngàn thu. Và sau khi dâng lễ thắp hương xong, mời các bác nuôi chân ra bàn uống nước để chia buồn cùng gia đình. Gia đình nhang thơm thay lời tiễn biệt, cầu chúc cho cụ nơi suối vàng cụ an giấc ngàn thu, độ trì cho gia đình cháu Quang Vinh ở đời được mạnh khỏe, được bình an. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa hương hồn cụ Phí Thị Tứ. Được tin cụ đủ số quy tiên về với tiên tổ, chúng tôi đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương do đồng chí Ôn Văn Huân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã làm trưởng đoàn về đây con nén hương thơm, kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng gia đình. Trước đau thương mất mát này, cho phép chúng tôi gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất và xin phép được dành một phút tiễn biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể xã Phúc Thuận đã về động viên chia buồn cùng với gia đình chúng tôi và tổ chức lễ vòng hoa lễ viếng trước vong hồn của cụ tôi. Một lần nữa thay lời gia đình xin chân thành cảm ơn. Của các đồng chí đến từ Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thuận và mời quý đoàn nuôi chân ra bàn uống nước chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Là tình cảm thông gia với vợ chồng con gái con rể hương lâm của cụ, gia đình Mạnh Thuận chúng con nhận được tin điện buồn nay cũng trở về thắp nén tâm nhang mong cụ nơi suối vàng cụ chứng tâm. Và sau khi dâng lễ thắp hương xong, mời chị nuôi chân ra bàn uống nước chia buồn cùng gia đình. Gia đình xin chân con bóng trên tất cả
dành dựng với đời từng miếng áo chén cơm. Lễ hướng lên mộ tổ nhị bái. Gia trí tàn điều thành thi tỷ thi tỷ ca thi tỷ hương thi tỷ con thi tỷ. Giờ đây toàn thể các môn yêu biến thành tâm phù vật hộ về trước thi hải cùng di ảnh hương linh màu tâm. Giờ đây là giờ phúc dân tất lòng thành. Kính viếng hương hồn cụ Phí Thị Tứ, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tang quyến, ban tổ chức tỉnh ủy Thái Nguyên nhận được tin cụ Phí Thị Tứ là nhạc mẫu của đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, cụ do tuổi cao từ trần. Đoàn viếng của ban tổ chức tỉnh ủy Thái Nguyên, đoàn do đồng chí Đặng Thế Vinh, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Đoàn xin dâng vòng hoa, thắp nén tâm nhang, kính viếng hương hồn cụ và chia sẻ cùng gia đình tang quyến để vĩnh biệt cụ Phí Thị Tứ về nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Đoàn xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ban tổ chức tỉnh ủy Thái Nguyên do đồng chí Đặng Thế Vinh, phó trưởng ban tổ chức làm trưởng đoàn, trở về đây thăm viếng cụ buổi trưa nay và xin mời quý đoàn lui chân ra bàn uống nước để chia buồn cùng gia đình. Một lần nữa, gia đình xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo. Kính thưa hương hồn cụ Phí Thị Tứ, kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa gia đình tang quyến, nhận được tin cụ Phí Thị Tứ qua đời do tuổi cao sức yếu, hôm nay đoàn đại biểu thay mặt cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Lương do đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn đến dâng vòng hoa và có lén tâm nhang để kính viếng hương hồn của cụ và chia buồn cùng gia đình tang quyến để tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ suối vàng, yên giấc ngủ ngàn thu. Đoàn chúng con xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa đồng chí Đặng Quốc Hữu, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy huyện Phú Lương, thưa toàn thể công chí, mẹ chúng tôi do tuổi cao sức yếu được con cháu và toàn thể gia đình tận tình chăm sóc. Tuy nhiên, cụ không qua khỏi, đã từ trần vào hồi 11 giờ 10 ngày 16 tháng 10 năm 2024. Các đồng chí thay mặt cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Phú Vương đã đến viếng và chia buồn với toàn thể gia đình chúng tôi. Thay mặt gia đình chúng tôi xin cảm tạ và trân trọng cảm ơn các đồng chí. Một lần nữa xin cảm ơn lễ viếng của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Lương đã trở về thăm viếng cụ buổi sáng ngày hôm nay. Và xin mời quý đoàn lui chân ra bàn uống nước, chia buồn cùng gia đình tang quyến. Gia đình một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Là tình cảm bạn với con gái 8 của cụ, đoàn anh em chúng con từ Đông Anh nay nhận được tin cụ mất cũng sửa lễ trở về thắp nhang. Kính thưa hương hồn cụ vong, thưa toàn thể gia tang, gia đình chúng tôi ở Đông Anh, Hà Nội được tin cụ đủ số quy tiên về đứng trước linh sàng. Gia đình chúng tôi có tuần nhang thơm để kính viếng hương hồn cụ và chia buồn cùng toàn thể tác gia. Trước khi vĩnh biệt cụ, xin mời toàn thể gia đình chúng ta để lại một phút mặc niệm bắt đầu. Rồi. Kính viếng hương hồn cụ Phí Thị Tứ. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa toàn thể gia đình tang quyến, được tin cụ Phí Thị Tứ do tuổi cao sức yếu đã từ trần hưởng thọ 95 tuổi. Cụ là mẹ vợ của đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đoàn viếng đại diện cho ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Đặng Xuân Trường, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn xin dâng vòng hoa, thắp nén tâm nhang kính viếng hồn cụ và xin được chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia đình tang quyến để vĩnh biệt cụ về cõi vĩnh hằng an giấc ngàn thu. Đoàn viếng xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thưa toàn thể các đồng chí, mẹ chúng tôi do tuổi cao sức yếu, gia đình, con cháu
đã chăm sóc cụ hết sức chu đáo. Do tuổi cao sức yếu, do vậy cụ đã từ trần vào 22 giờ 10 phút ngày 16 tháng 10 năm 2024. Các đồng chí đã có vòng hoa đến viếng và chia buồn với gia đình chúng tôi. Thay mặt gia đình, xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí. Và cùng gia đình, một lần nữa xin thay mặt cho gia đình Tăng Quyến xin chân thành cảm ơn. Lén tâm nhang thay lời vĩnh biệt, nuôi chân về nơi tiếp đón để uống nước và chia buồn cùng Tăng Quyến. Một lần nữa thay mặt